kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Và để mở đầu cho buổi thi hôm nay, em xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát múa từ chi đội 82 ngày đầu tiên đi học. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục khai hội hôm nay ạ. Và sau chi đội 82 là chi đội 63, xin mời các bạn chuẩn bị.